lại trả lại sự thật cho lịch sử, cái vai trò của ông? Trong cái việc tổ chức, tôi giữ cái vai trò liên lạc và phối trí cũng như là điều hành cho tất cả những người ở xa về đây. Thứ nhất thể là mời gọi các người thuyết trình viên từ các hàng ngũ của cụ nhân và cảnh sát quốc gia để về đây nói chuyện. Và anh chưa biết cái ý nghĩa đặc biệt khi mà anh nhìn thấy được cái buổi sáng hôm nay, cái buổi lễ khai mạc đã được bắt đầu, và anh thấy tiềm ẩn một cái gì đó trong tương lai mà chúng ta có thể thật sự là trả lại sự thật cho lịch sử. Đúng rồi, tại vì từ lâu chúng ta thấy rằng cái người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như người cảnh sát quốc gia và những cán bộ quốc gia khác không có một cái vai trò nào hết trong lịch sử. Chúng ta cần phải trả lại cho lịch sử những cái sự thật đó, là cái người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như tất cả những cán bộ quốc gia, cảnh sát quốc gia đều có công không những là bảo vệ đất nước mà còn giữ đất nước nữa. Những cái sự kiện đó chúng ta cần phải nêu lên, vì tất cả trong sử sách hiện tại bây giờ đó, mọi người đều thấy rằng là cái sự đóng góp của đồng minh rất nhiều và cái sự gọi là chiến đấu anh dũng của chúng ta đó ít được nêu lên. Với sử bây giờ, nếu trường hợp mà chúng ta chỉ chấp nhận cái lịch sử mà do thằng Cộng sản đưa lên đó, thì hoàn toàn quân lực Việt Nam ngoài chúng ta không có chỗ đứng. Do đó mà chúng ta phải tạo một cái thế, nói ra lại những cái gì mà chúng ta cần phải đưa lên cho thế hệ mai sau họ thấy, không những thế hệ của chúng ta mà thế hệ luôn cả của thế giới nữa, tại đất nước này và khắp nơi khác. Đó là những cái đề tài mà chúng ta chọn lựa như vậy, nó có đủ để mà chúng ta cảm hóa được cái những cái người mà họ đón nhận, hay là chúng ta đủ để mình tạo cái niềm tin cho họ nghĩ rằng với năm đề tài như vậy có thể đủ để trả lại sự thật hay không? Chưa, cái đó là cái bắt đầu thôi. Chúng ta cần phải cái bắt đầu bằng chỗ nào? Bắt đầu bằng từ năm 68, tại sao năm 68? Là tại đó là cái cuộc chiến bắt đầu, nó tổng công kích, tổng tấn công từ người Bắc vào. Chúng ta thấy rằng cái nỗ lực mà để mà đẩy lui, bị chặn đứng cái đó là dùng lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta một mình làm đến. Rồi từ 68 cho đến 72 thì cái qua 72 đó là cái phần viện trợ nó cũng đã ít rồi, mà cái chính sách của Mỹ lúc đó là bắt đầu Việt Nam quá, và khi Việt Nam quá đó là tất nhiên là giao cái trách nhiệm chiến đấu lại cho chúng ta. Chúng ta thấy có những chiến thắng rất là mạnh trong cái mùa hè đổ lửa, và tại thứ nhất thì là An Lộc, sau đó là cái quá trình quản trị chúng ta đã lấy lại được. Rồi về sau đó nữa mình thấy rõ ràng là càng ngày cái viện trợ nó càng giảm thiểu và mức tối đa một nguồn lực của chúng ta là cần này vẫn tiến tới như thường. Thử ra nó còn nhiều cái điểm khác mà chúng ta cần phải nêu lên nữa, có lẽ là trong những cuộc hội thảo sau chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện. Và khi mà chúng ta nói trả lời sự thật thì nếu mà chúng ta nói chỉ có 3 điểm trong sự thật phải trả, thì theo anh Đoàn có định được 3 điểm đó là những cái điều then chốt nào và quan yếu nào? 3 điểm theo tôi thấy đó là cái thứ nhất thể là cái vai trò chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Bình để bảo vệ đất nước. Cái thứ hai nữa, trong cái cuộc chiến đấu đó, chúng ta chiến đấu không phải là dựa trên đồng minh mới chiến đấu được. Chúng ta đã chiến đấu rất là anh dũng. Cái thứ ba nữa, chúng ta đã giữ nước và xây dựng được đất nước, đó là cái điều quan trọng. Thì như chúng ta thấy trong cái thời gian vừa qua đó, dù cộng sản nó 30 mấy năm rồi nó mới được lên cái sự phồn thịnh đó, nhưng mà chúng ta từ năm 54 khi mà chia cắt đất nước đó, cho tới năm 75 Sài Gòn được kêu là Hòn Ngọc Miền Đông, mà tất cả người dân sống ở miền Nam mình thấy có một cái sự tự do và để đứng rất là thoải mái hơn cái anh cộng sản hiện giờ rất nhiều. Và tới những cái điểm mà chúng ta thấy đó, là không những bảo vệ đất nước mà còn xây dựng đất nước. Xin được cảm ơn ông được.